Thời tiết giao mùa như hiện nay ở miền Bắc, nắng mưa thất thường, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều loại virus phát triển. Cùng với các dịch bệnh như là sốt xuất huyết, adenovirus thì số trẻ mắc các bệnh hô hấp tiếp tục tăng, đặc biệt là cúm B. Mặc dù là một trong những chứng cúm mùa phổ biến, đa số bình phục sau 1 đến 2 tuần, nhưng năm nay lại xuất hiện nhiều hơn trường hợp cúm biến chứng nặng, lây lan rộng. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Bệnh viện Nhi Trung ương trong vài tuần qua, đa số trẻ mắc cúm có kết quả xét nghiệm cúm B. Những năm trước, hầu hết trẻ mắc cúm thể này chỉ cần chăm sóc tại nhà và tự khỏi. Tuy nhiên năm nay, theo ghi nhận có những ca diễn biến nặng do trẻ có bệnh mãn tính hoặc rối loạn, suy giảm hệ miễn dịch hoặc béo phì. Như trường hợp này chuyển nặng rất nhanh sau 2 ngày sốt. Ngày thứ 3, cháu đi học về cháu kêu là con bị mệt. Đến chiều cháu nói mê sảng rồi, gia đình gọi xe cho cháu đi cấp cứu. Trẻ mắc cúm B thường có triệu chứng sốt, mệt, đau rát họng, ho khan, đau đầu, đau mỏi người và thậm chí là buồn nôn, tiêu chảy. Tuy nhiên, thời gian này, số trẻ mắc cúm B có dấu hiệu nặng hơn hẳn so với mọi năm. Có những ca biến chứng nặng như viêm cơ tim, suy đa phủ tạng. Riêng tháng qua, đã có 7 trường hợp nguy kịch. Vì vậy, khi chăm sóc trẻ tại nhà, các gia đình cần nhận biết dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám ngay. Những mỗi năm cúm B thì nó chỉ xuất hiện lẻ tẻ, nhưng năm nay lây lan mạnh, có gia đình thì có thể cả gia đình bị nhiễm cúm B hoặc là lớp học hoặc môi trường đông người. Các cái dấu hiệu phải đưa trẻ đến bệnh viện khám đó là sốt cao liên tục trên 39.5 mà sử dụng các cái thuốc hạ sốt rất là khó hạ. Thứ hai, có các cái yếu tố nguy cơ cao. Thứ ba, trẻ đã sốt kéo dài trên 4 cho tới 5 ngày mà không có cắt sốt, vẫn trên 38.5. Cái thứ tư nữa, nếu là một số các cái dấu hiệu thay đổi về mặt ý thức, nó cứ chỉ nằm, nó quấy khóc hoặc có các cái rối loạn về mặt nhịp thở. Ví dụ như khó thở, tiếng thở bất thường, khò khè, rút nõm lồng ngực, rồi cánh mũi phập phồng, da tái, môi xe mắt trũng. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, phụ huynh cần bổ sung dinh dưỡng, tăng cường khả năng đề kháng cho con, thường xuyên vệ sinh cho trẻ. Đặc biệt khi có vấn đề về sức khỏe, không nên tự ý cho con dùng kháng sinh hay thuốc kháng virus, bởi các thuốc này cần phải có chỉ dẫn của bác sĩ để tránh bị kháng thuốc.